Chào mừng các bạn đã quay trở lại với FA Channel, mình là Lack TV. Và trên tay mình đây lại là một siêu phẩm gaming. Và mỗi lần mà test game đến những chiếc gaming phone thì mình đều rất là hào hứng. Và đặc biệt là những gaming phone đến từ nhà Red Magic thì lại còn đỉnh cao hơn nữa anh em ạ. Và trên tay mình đây, Red Magic 7S Pro. Hôm nay chúng ta cùng nhau test game trên em này nha. Và wow, ngầu thực sự anh em ạ. Phải nói là những chiếc gaming phone á thì màu trắng là auto đỉnh nhất nhá. Và đây cũng không hẳn là màu trắng em ạ, màu hơi kiểu như là bạc. Và chúng ta có thể thấy một cái mặt lưng màu và thiết kế nó rất là vũ trụ. Nó rất là kiểu một cái chiến thần thực sự anh em ạ. Và chúng ta đang có khá là nhiều những cái thông số, các bạn có thể thấy ở phần mặt lưng này. Thì đây là cái gì nhỉ? Fan 20.000. À đây là quạt quay 20.000 lần một phút anh em ạ. Đấy, chúng ta có Under Display Camera này. Đấy, camera ẩn trong màn hình này, các bạn thấy không? Làm sao mà thấy được, nó ẩn dưới màn hình nó thấy làm sao, đúng không? Chúng ta có Snapdragon 8 Plus Gen 1 này. Chúng ta có hệ thống tản nhiệt Ace 10.0 Cooling System. Đây là một cái hệ thống, một cái vật liệu để tản nhiệt ở phía trong của Red Magic 7S Pro ấy mọi người. Nghe bảo là cải tiến rồi bộ tản nhiệt này thần kỳ các kiểu lắm. Để xem là hôm nay nhiệt độ như nào nhá. Và với 5000mAh này anh em ơi, đỉnh cao chưa? Ok, rồi. Và sơ qua về phần cấu hình, quên, đây mới là phần quan trọng tiếp theo chứ. Chúng ta cùng nhau xem coi là cái điểm AnTuTu của em này sẽ là như nào. Mới vô đây thôi là quạt đã quay khá là căng rồi anh em ạ. Để mình tắt cái quạt đi nha. Ok, và đây, với Snapdragon 8 Plus Gen 1 tiến trình 4nm, chúng ta sẽ có điểm số AnTuTu mà mình đo được ở đây là 1.014.000 điểm anh em ạ. Trong đấy chúng ta có điểm số CPU là 198.000 điểm và điểm số GPU tận là 469.000 điểm nha anh em. Và GPU của em này là Adreno 730 nha. Chúng ta sẽ có một cái màn hình AMOLED 6.8 inch Full HD Plus 120Hz, 1 tỷ màu. Chúng ta sẽ có RAM là 16GB và bộ nhớ trong của cái phiên bản trên tay mình đây là 512GB luôn nha anh em ơi. Viên pin 5000mAh sạc nhanh 165W, theo như nhà sản xuất công bố thì em này sạc đầy chỉ trong vòng 15 phút mà thôi nha mọi người. Và nếu bạn nào chúng ta quan tâm về vấn đề sạc này thì có thể là bạn Hùng sẽ test cho anh em trên kênh TikTok hay là YouTube này trong vài ngày nữa nhá. Em này thì hiện tại đang chạy cho mình Android 12 với nền giao diện Red Magic 5.5. Trọng lượng thì hơi đầm tay, tất nhiên rồi, những chiếc gaming phone thì trước nào cũng khá là đầm tay để mà có thể là thích hợp với việc chơi game. 235g nha anh em. Và nếu bạn nào chúng ta quan tâm sản phẩm Red Magic 7S Pro có thể tham khảo mức giá tốt nhất tại Lê Quân Mobile. Link thì mình để ngay trong phần mô tả cho anh em. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vào việc luôn nha. Như mình đã nói thì Red Magic là một cái dòng gaming phone mà mình rất là ấn tượng bởi vì nó quá là nhiều. Những thứ khác biệt so với thị trường chung của những chiếc gaming phone hiện tại. Và có nút riêng biệt, chúng ta có thể kích hoạt cái gaming mode, game space các kiểu. Và các bạn có thể thấy ở đây là những cái app game này. Đó, chúng ta có rất là nhiều những cái cài đặt trong này nhá. Quạt các kiểu này. Ui, quạt này quay cũng khá là to đấy bạn ạ. Đó, và bây giờ mình sẽ vào tựa game Liên Quân Mobile và test tựa game này đầu tiên cho anh em nhá. Loa trên những chiếc gaming phone thì chắc chắn là không bao giờ làm anh em thất vọng đúng không? To cực kỳ luôn. Và mình phải giảm bớt đi thôi. Và phần setting của Snapdragon 8 Plus Gen 1 thì tất nhiên rồi, chúng ta sẽ mắc setting mọi thứ Liên Quân Mobile, mình bật tất cả những hiệu ứng trên đây. Ok, nhiều bạn sẽ bảo rằng là ôi mẹ gaming phone rồi, thằng này còn em test game Liên Quân làm cái gì, game nhẹ đúng không? Nhưng mà không, chúng ta sẽ còn nhiều cái vấn đề khác xoay quanh cái vấn đề là lag giật á. Thì nói thẳng với anh em là từ những con điện thoại 3 triệu trở lên là quên cái việc đi, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta sẽ còn nhiều vấn đề khác như là pin rồi nhiệt độ và nhiều vấn đề lắm. Nói chung là mình sẽ review cho anh em sơ qua về cái phần hỗ trợ gaming này của Red Magic nhá. Chúng ta sẽ có rất là nhiều tính năng ở đây. Ở đây mọi người có thể bật quạt hay là tắt quạt tùy anh em. Và có thể là bật những cái tính năng như là để có thể tăng xung nhịp. Đấy, tăng cái hiệu năng lên. Ví dụ mình có thể nhấn là tăng mắc, nhưng mà đối với game Liên Quân thì mình thấy là nó cũng trung bình thôi, cho nên mình để mặc định là cân bằng nha. Và có một cái phần rất là hay ho mình muốn review cho anh em đến từ những chiếc Red Magic, đó chính là cái phần mà thiết lập những cái hiển thị này anh em này. Đó, chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái hiển thị nha. Ví dụ như là chơi game đua xe đồ thì các bạn sẽ có thể thêm những cái hiệu ứng này. Đó, chơi game kiểu FPS thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em hack game bằng cách là tăng cái vùng tối lên, tức là vùng tối sẽ được làm sáng lên, các bạn thể thấy đó.
cái vùng tối được làm sáng lên và anh em thể nhìn được thấy những kẻ địch ở những trong những tựa game như là PUBG, Free Fire. Ở trong những vùng tối các bạn có thể thấy nó dễ dàng như kiểu là hack game luôn nhá. Rất là thích hợp luôn và có hẳn chế độ dành cho MOBA. Đối với chế độ này thì nó sẽ tăng cái saturation, cái độ tương phản lên, nhìn mọi thứ nó tươi hơn. Đó, cái này tùy sở thích của anh em nhưng mà đây là một cái phần mà mình rất là thích đối với Red Magic nhá. Ok, vào game luôn nào. Ok, và trong video ngày hôm nay mình sẽ cầm vị tướng con cưng gà rán, skin tân niên vệ thần đi rừng nha anh em ơi. Và chúng ta sẽ có những cái phần mặt lưng này. Các bạn có thể thấy phần này thì được làm có lẽ là kính. Phần này có thể là bám mồi vân tay này. Không biết là có bám nhiều hay không. Thì xíu nữa đến cuối ván đầu chúng ta cùng nhau biết nhé. Và phần giữa này thì là một nhôm à. Trông khá là hầm hố anh em ạ. Đây có những cái khe kiểu như là wow, phi thuyền ngày vũ trụ ấy. Các bạn thấy đấy, những cái khe đồ như này. Và lại còn có những cái hiệu ứng carbon ở xung quanh nữa. Trông ngầu thật sự. Và tổng thể máy thì là thiết kế vuông theo trend năm nay. Và kiểu như là không quá sắc cạnh đâu nhá. Nó sẽ bo tròn một chút. Anh em cầm khá là thoải mái. Ok. Và phần trang bị hiện tại còn lại ở đây là 74% pin nhá mọi người. Không biết là anh em có nghe thấy gì không. Mình sẽ nói rất là nhỏ cho anh em nghe thấy. Không biết có nghe thấy gì không ta. Cái tiếng quạt kêu anh em ạ. Đây, để mình cho anh em nghe thử cái tiếng quạt kêu này. Bởi vì mình thấy rằng là nó kêu khá là to. Nếu như các bạn mà ở trong phòng riêng thì có lẽ là cái tiếng này cũng khá là ổn đấy. Đây. Đó, đó tiếng quạt kêu anh em nhé. Cái quạt này cũng không rẻ đâu anh em ạ. Rồi, như vậy là chúng ta có level 4 rồi. Và dường như là team bạn đang khá hổ báo ở khu vực này. Ủa ơi. Căng nhờ. Ui căng quá. Đông quá anh em ơi. Lại đông rồi. Combat căng thế nhờ. Nhưng mà FS vẫn là 61 này. Chưa kịp ganh gì luôn. Đau đầu thực sự. Thanh niên kia đang ăn rồng này. Và các bạn có thể thấy những cái thao tác mà chúng ta ghi map nhá. Rất là ổn này. Ôi. Thôi xong. Trời ơi, nó ganh mình này anh em ơi, cay chưa? À, mình cu này. Trời ơi. Rồi, mạng đầu tiên cho mình này. Có mạng ngộ không luôn nhá. Rồi, mạng tiếp theo luôn. Được quá anh em ơi. Mình phải chuồn luôn thôi, thanh niên ngộ không xuống đây ganh mình anh ạ. Nghỉ lắm. À, đầu game bị đè các kiểu cay quá rồi anh em ơi. Nói chung là từ đầu game giờ thì mình thấy rằng là em máy này thì không hề có cái tình trạng là tụt FF một tẹo nó luôn. Auto là 61 mọi người ạ. Và mình nghĩ là mình sẽ phải combat to hơn, sẽ phải làm nhiều trò hơn để có thể là làm cho em này tụt FF được anh em ạ. Mình sẽ cố gắng bây giờ là farm đã. Sau đấy là lao vô combat thật là đông để xem là có tụt được một FF hay không. Chứ còn không tụt như này thì bá đạo quá anh em ạ. Mình phải làm cách nào cho nó tụt mới được. Này thì thanh niên Yuka. Tiếp theo Yuka là ngộ không nha. Này thì thanh niên ngộ không. Double kill anh em ơi. Được phết nha. Thank you Aya nha. Thầy bạn Aya này rất là biết chơi anh em ạ. Ê chết rồi. Aya bị ganh à. Thằng nào dám lao vô Aya của ta. Thằng nào dám lao vô. Lên ganh luôn anh em ạ. Thế cho nó máu. Một thanh niên Crazy nè. Mình sẽ ganh luôn thanh niên Crazy. Thanh niên Crazy chạy đâu? Ồ, chết chưa? Chưa à? Quả cầu băng xương à? Ai à, Yuka. Làm gì nhau đấy nhỉ? Ai à, đòi lấy lại bùa sao? Cuối cùng thì cũng sắp trả thù được đầu game rồi anh em ạ. Cày quá, đầu game cày quá. Ai à, đúng là không thể nào đùa được con cưng gà rán. Không thể nào đùa được anh em ạ. Ơi, bậy. Không thể nào đùa được con cưng gà rán nha cu. Wow. Quả Crazy được phết nhờ. Ngồi đấy chờ luôn. Được rồi, nhanh luôn thanh niên này. Ok, lại có mạng tiếp theo. À rồi ok, thanh niên theo nát luôn. Và mình sẽ cố gắng lấy cái trụ mít này luôn nha. À lại Crazy à. Cay thằng này thế nhở.
Cay này thực sự anh em ạ. Ai à, cay thực sự anh em ạ. Quá kêu, quá kêu, quá kêu, quá kêu, quá kêu, quá kêu. Được phết anh em ơi. Như vậy chúng ta vừa có một pha quá kêu rồi. Ai mega kêu. À, được quá nhờ anh em nhờ. Ôi ôi, không thể nào kiếm được mega kêu thêm phát nữa. Cày thế. Đúng là hoàng tử gà rán. Đừng bao giờ coi thường hoàng tử gà rán. Đừng bao giờ coi thường hoàng tử gà rán nha. Mà sao con mắt căng như thế. Cân 5 mega kill các kiểu mà FS không tụt xíu nào anh em ạ. À, ngộ không chắc là ở đâu đấy gần đây. À đây rồi. Thanh niên này chắc chắn là sẽ ăn con blue trước đã. Sẽ ăn con blue ở trong này. Đó, tôi biết ngay. Rồi, một mạng nè. Uầy, mình bấm nhầm thôi mà tự nhiên trúng thằng Greasy nhỉ? Cay nhỉ? Mình bấm nhầm thôi, mình biết gì đâu. Lúc đấy là mình bấm nhầm cho cài đặt. Xong rồi tự nhiên bấm chiêu cuối, tự nhiên Greasy cũng đi nhỉ? Đúng là hoàng tử gà rán có khác. À đây rồi, xuống giải cứu Murat nè mọi người ơi. Murat đang bị ganh khá là căng với hai thanh niên này. À, tôi biết mà. Chạy đâu. Ok, một mạng của gấu này. Đây rồi, thanh niên này lại toang rồi. Thanh niên gấu này nhiều lần rồi mà không sợ anh em ạ. Nhiều lần rồi mà không sợ. Đây, trả thù Chrissy này. Ai à, nó sắp đi thôi, nó chưa đi được anh em ạ. Cay thế. Rồi, thanh niên này. Ai à, đau 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 đau. Ui, 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 ui. Thanh niên ngộ khỉ này. Cay thế nhờ. Ai, Chrissy, Chrissy. Ai, cẩn thận, Chrissy này khá là khôn đấy. Căng đấy anh em ơi. Ơi, Chrissy. Rồi, đi Chrissy nè. Ai à. Con mắt căng quá anh em ơi. Con mắt căng quá. Căng quá, căng quá, căng quá. Uầy, căng quá anh em ạ. Uầy, game về late combat căng cực kỳ luôn. Nói chung là game này là mình đã làm hết rồi. Nhưng mà team mình thì khá là ngáo ngơ. Cho các bạn xem. Ui ôi, thanh niên kia fit 13 mạng. Thì thảo nào mà team bạn nó không xanh cho được. Vãi trưởng anh em ạ. Nói chung cái tầm này bây giờ là hai team đều có thể là full đồ hết rồi. Mình cả 18k tiền rồi. Anh em xem là Murat team mình đi. Ôi giời ơi luôn. Gánh không đổi team này anh em ạ. Toàn thế nhờ. Uầy, pha này căng nha, pha này căng nha, pha này đông nha anh em ơi. Đông nha. Ây à, căng phết nhờ. Team bạn lấy được rồng rồi. Khó thực sự. Đây là có thanh niên Greasy nè. Ơ, sao nó biết mình đây hay à? Ủa? Alo. Lạ lùng ghê. Lạ lùng ghê. Ủa? Anh em, mình ngồi trong bụi đó từ nãy giờ mà sao nó biết mình trong bụi ta? Đính thật sự. Hay là nó trách vội đấy. Chịu thôi anh em ơi. Thần kỳ quá. Bằng một cách thần kỳ ở đấy. Con Greasy này nó hay nhờ. À không nhầm. Khúc đấy chắc là nó farm con quái đấy anh em ơi. Nói chung là toang thôi. Gánh hết sức có thể rồi mà team mình fit quá. Fit tới cả 19-20 mạng. Thế thì mình cũng chịu thôi. Không ai có thể gánh thêm được. Ok mọi người, và trận đấu này thì mình cũng khá là hài lòng bởi vì là mình cũng đã có những pha combat rất là căng này, cũng như là trận đấu cũng dài nữa. Ok mọi người, và mega kill nha. Rồi cùng nhau đến với tổng kết nào. Đây, thì hiện tại đối với trận đấu kéo dài là 23 phút 55 giây, coi như là 24 phút rồi nha mọi người ơi. Thì từ 74% chúng ta còn lại là 66% nha mọi người. Như vậy các bạn hết 8% pin cho 24 phút chiến game. Uầy, ổn không anh em? Uầy,
8% pin cho 24 phút chiến game. Như vậy là viên pin 5000 này khá là trâu nha. Với lại mình cũng bật quạt lên này, rồi mình cũng bật ánh sáng âm thanh, rồi cũng ánh sáng thì mắc, âm thanh thì gần mắc, cũng như là mắc setting luôn. Vì thế cái mức pin này đối với mình là khá là trâu đấy. Ok mọi người, về phần nhiệt độ này. Ở đây là phần nhiệt độ nha. Đối với năm nay thì mình cực kỳ ấn tượng về nhiệt độ của Red Magic. Khi mang trong mình con chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 thì các bạn có thể thấy cái phần nhiệt độ ở đây, phần nóng nhất là phần nào đây? CPU chúng ta có thể tìm được ở quanh cái vùng này. Ok, chỉ lên đâu đấy tầm khoảng là 30 mấy độ thôi. Uầy, sao lốt của hoài nhá. Đây nha. Đó, các bạn có thể thấy chỉ 30 mấy độ mà thôi anh em ạ. Ổn thực sự luôn. Phần này nó làm mát rất là nhanh. Uầy, không, đó ở đây thực sự không chính xác, bởi vì là cái phần này hình như cũng là ở trong cái bộ của tản nhiệt gọi là Cooling System Ace 10.0 thì phải, chính cái vật liệu luôn, bởi vì nó mát cực kỳ anh em ạ. Nó khá là mát, nó tản nhiệt ra rất là nhanh luôn. Uầy, thì đã, nếu như mà đo vô cái miếng này thì thật sự là không công tâm, bởi vì miếng này là miếng tản nhiệt rồi, nó không thể nào nóng được. Trời ạ. Các bạn có thể thấy là những cái phần bên cạnh này thì nhiệt độ cũng giảm rất là nhanh luôn. Và nói chung là cái vật liệu tản nhiệt năm nay thì đỉnh thực sự anh em ạ. Hơi ấm nhẹ nhẹ thôi, chứ không hề ấm gì cả. Và đo vào đây thì mình thấy là mình sai lầm, bởi đây là miếng tản nhiệt luôn thì phải. Khá là mát. Ok, rồi. Và đây, nói chung là chịu thôi anh em ạ. Ván này thì, ui ôi, Murat nó fit kinh như thế này thì tôi chịu thôi. Fit 14 mạng. Rồi thanh niên Illumia fit 9 mạng. Úi dồi ôi, không gánh nổi anh em nhá. Chúng ta cùng nhau đến từ game tiếp theo là PUBG Mobile nha. Ok, và đây là từ game PUBG Mobile. Chúng ta cùng nhau vào phần cài đặt nào. Và Snapdragon 8 Plus Gen 1 trên Red Magic 7S Pro chúng ta có thể lên được mức là HDR cực độ đi. Ok, như vậy là HDR 60fps và cửa đăng cưa là 2x nhé mọi người. Ok anh em, vào game luôn nào. Ok, và chúng ta sẽ còn lại ở đây là 48% pin nha anh em ơi. Rồi, và mình vừa làm một động tác mà đáng lẽ ra là không nên làm đối với một chiếc gaming phone đỉnh cao như thế này. Mà động tác này chỉ nên test đối với những cái con điện thoại đâu đấy tầm 2-3 củ thôi. Và chúng ta nhảy xuống khu vực, wow, khu vực này mình cũng khá là thích nhảy này. Khu vực này có đầy đủ đồ đã thế, còn có chỗ mua đồ nữa. Và ở tựa game Liên Quân thì mình đã test cái trigger rồi. Nhưng mà sang tựa game này thì máy tự động bật cái tính năng trigger lên nha anh em ơi. Ái chà. Đây, trigger cực kỳ nhạy luôn. Anh em tự setting nhé. Với cả là mình cũng sẽ bật thử cái tính năng gọi là dành cho MOBA để xem là trong những góc tối thì có thật sự là sáng lên và đồ họa của game có cải thiện hay không đối với lại cái tính năng đó của Red Magic. Ôi, căng thế, bên kia đang bắn nhau. Ôi, gần đây có người luôn. Căng cực, căng cực, căng cực, căng cực. Mình mới có một cây táp thôi, chán ghê. Căng quá anh em ơi. À, ok, một mạng này, một con boss. Ôi, bên kia bắn nhau căng quá, lên chơi luôn nhỉ anh em nhỉ, qua khu bên kia chơi luôn. À, có người, có người, có người. Đâu đấy quanh đây, đâu đấy quanh đây. À, trong nhà đây rồi. Lại một thanh niên boss nữa. Ok anh em, để mình bật cho anh em cái tính năng này. Mệt ghê, bật cái tính năng này cái nhân vật nó xoay luôn. Trời ơi, mình phải dụ trù 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 trước ở đây đó. Dụ trù trước đó. À nhầm nhầm nhầm, không phải tính năng này. Từ từ đó, lên thôi, địch nó kill chết anh em. À, bảng điều khiển đây à, hiển thị này, chế độ không? Đó, và đây những cái vùng sáng sẽ được làm sáng lên để mình so sánh cho mọi người xem là cái này nó có khác biệt hay không nhá. Thì đây, từ chỗ này còn người không? Hình như là hết người rồi anh em ạ. Uầy, xác đồ quá trời luôn. Đây thì mình sẽ hướng vào một cái khu nào đấy mà nó là bóng tối nhá, để mình sẽ hướng vào một cái khu nào đấy nó là bóng tối, nó khó nhìn đi. Bắn nhau căng thế, cái gì giờ có người trên nhà không? Hay mà ke kinh vậy. Bình thường mà có gì đâu. Ok, để mình kiếm cho mọi người một cái góc nào đấy mà nó tối tối một chút. Góc tối à, để xem nào. Góc tối mà khó nhìn, để mình tắt cái tính năng đã. Ok,
bảng điều khiển hiển thị này, mình để mặc định này. Ok, khi mà các bạn để mặc định nhá, đây mình sẽ dùng cho anh em xem để xem là cái này có thích hợp hay không. Những cái vùng mà nó cực kỳ tối của game đi. Mấy vùng này nó vẫn còn sáng sáng nhở. Đây, đây thử cái gốc cây đi. Đó, thì mình đang để màn hình rất là sát cho các bạn thể xem nhá. Thì đây, cái gốc cây đây, nếu như mà chưa kích hoạt lên thì các bạn sẽ thấy như thế này. Đó, và ngay bây giờ mình sẽ kích hoạt luôn này. Bảng điều khiển này, kích hoạt chế độ làm sáng ở cái vùng tối lên để nhìn địch dễ hơn cho dành cho game FPS. Đó, thì khi mà xoay ra thì mình thấy là gốc cây có sáng hơn một chút. Không biết các bạn có nhận ra điều này hay không. Mình thấy gốc cây có sáng hơn một chút này. Tuy nhiên là nó không sáng lóa quá để mà nó kiểu nó mất cái màu đen đi, mất cái trải nghiệm đi ấy. Nói chung là có búp sáng hơn một xíu. Chắc là cái điều này có lẽ là sẽ giúp ích cho cái trò chơi FPS. Ôi, cái gì đây? Thanh niên nào này? Lại đứng không ở chỗ này à? Căng thế nhở? Headshot. Một thanh niên khá là ngáo ngơ. Thanh niên này chắc không phải boss đâu. Đó, các bạn thấy là tap rất là sướng luôn. Và đây, cho mọi người xem về gyroscope này. Uầy, đúng rồi, gọi là đỉnh thôi. Đây, yên tâm. Được phết anh em ơi. Gaming phone thì nói làm gì cái khoảng này đúng không? Điện thoại tầm đâu đấy là 7-8-9 củ thôi là đã ổn định về cái mặt là gyroscope với cả là những mặt khác rồi. Đằng này điện thoại này nó lại đâu đấy là 4 rách đúng không ta? Ừ, đấy, khá là căng em ạ. Ui, bên này có thính này, mình chạy qua ăn thính. Ui, xe. Xe anh em ơi, xe. Chạy, đâu con sâu này? Ui, quả xe đi rồi. Nó chạy lên kia, chạy lên. Mình thấy nó chạy lên hướng nào rồi? Hướng trên kia anh em ơi. Và mình sẽ lấy SKS mình táp thằng này mới được. Ui, nó chui ở trong kia rồi. Căng thế. Ui, cứu. Tim ơi, đây có người này. Còn cái gì ném không ta? Hết đồ để ném luôn. Thanh niên này không biết chui đi đâu rồi. Đâu đây? À, thanh niên chạy dần về hướng kia. Hình như chạy lên đồi thì phải. Ôi, thằng này khôn phết. Này, chạy thoát mất tiêu rồi. Ây, nó trên đồi em ạ. Đi chưa, cứu mình với. À, bị hắc lão rồi. Số 1 làm được không đây? Hay quá. Hình như là số 1 làm được rồi. À, cái thanh niên này khôn phết anh em ạ. Ok, thank you. Ôi, phía trước có người. Căng cực luôn anh em ơi. Toang. Hơi toang nhở. Cứu được không? Bạn mình đang cứu lại kìa. Cái chỗ mà có khói kìa anh em ơi. À, khu này có vẻ là đông đây. Rồi, hình như là còn có một thằng địch thôi anh em ạ. Không biết là thanh niên này ở đâu rồi. Mình nghĩ là trong cái khu nhà. À đây. Trên này anh em ạ. Ok, như vậy là top 1 thôi mọi người. Rồi, và với một trận đấu PUBG kéo dài bao nhiêu phút đây? Wow, PUBG thì còn nóng hơn một chút so với là Liên Quân nhá. Mình sẽ test cho anh em nhiệt độ luôn sau khi mà xem pin. Đây, với một trận đấu kéo dài là 13,4 phút. Ok, hơn 13 phút thì từ 48% chúng ta sẽ còn lại đâu đấy là khoảng 41% anh em ạ. Wow, PUBG hết pin nhiều hơn Liên Quân gấp khá là nhiều lần đấy. Từ 48 còn lại là 41. Như vậy chúng ta hết 7% pin. 7% pin cho gần 14 phút chiến game. Như vậy là 1% pin. Ui, chơi được có 2 phút thôi. Đỉnh đấy. Nói chung là tựa game này thì ngốn pin hơn khá là nhiều so với lại Liên Quân em ạ. Liên Quân thì lại thực sự là có một cái dung lượng pin ấn tượng luôn. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái phần nhiệt độ nha. Đây, thì phần nhiệt độ các bạn có thể thấy là tựa game này thì nhiệt độ nó cao hơn khoảng tầm 37 độ này. 50 mấy độ thì có mà chết anh em ạ. Mình nói lộn, sorry anh em. Đấy, chúng ta chỉ khoảng tầm là 30 mấy thôi. 36, 37 độ thôi. Và cái này nó tản nhiệt anh em ạ. Uầy, 36, 37 độ ở khu vực này thôi. Còn lại những khu vực ngoài này thì nó khoảng 37 độ 5. Đâu đấy khoảng tầm 37 độ 5 anh em ạ. Ở những khu vực như này.
37 độ, đó là cao nhất rồi. Đó, và cái này tản nhiệt rất là nhanh, cái vật liệu này tản nhiệt cực kỳ nhanh luôn. Cộng với cả là cái quạt nữa thì phải nói rằng là chỉ có Red Magic là tiên phong để có thể là chuyên trị những dòng Snapdragon đầu bảng mà thôi anh em ạ. Đấy. Rồi, và chúng ta cùng nhau đến với tựa game phá máy cuối cùng là Genshin Impact nha. Mình quên cho anh em xem về cái mặt sau, sau khi mà chơi game thì cũng khá là ổn này. Phần này thì chắc chắn là không bám mồ hôi vân tay rồi. Còn phần này thì nếu như các bạn sờ qua thì chúng ta cũng có thể cảm giác được rằng là vân tay chúng ta có dính trên đây. Đó, bởi vì tay mình cũng đang có một chút mồ hôi này. Nhưng cái mặt lưng này, cái màu này khiến cho các bạn nhìn cái mặt lưng chúng ta rất là sạch và không hề có một tí mồ hôi vân tay nào nhá. Đó, mặc dù anh em sờ, nếu mà sờ kỹ thì các bạn vẫn có thể cảm giác được là à, cái mồ hôi của mình, nhưng mà không sao. Và đây là Genshin Impact Combat một chút xem như thế nào nha anh em nhá. Và phần setting này thì mình đã setting full rồi anh em ạ. Đây, xem lại cho anh em xem, cực cao này. Sau đây là các bạn 60fps cũng như là tất cả những cái hiệu ứng thì anh em để ở mức cao nhất. Max setting. À, nói chung là rất là mượt luôn, không hề vấn đề hết. Combat một tẹo xem như nào nào. À, gần đây có bãi quái luôn. Ok nhá. Ở đây là ok nick mình. Hai. Các thanh niên. Ôi ôi, chưa gì mà đã đi là. Ai chà chà. Chạy hộ. Ok, combat một chút. À, mình sẽ di chuyển lên trên khu vực này kiếm quái đi. Những con quái này thì hình như là cấp nó hơi thấp cho nên là mình phải kiếm quái khác thôi. À đây, hình như trên này có bãi quái trên này này. Đó, mà nói chung là Genshin Impact thì chơi cực kỳ ổn rồi. Chạy hộ đây các thanh niên. Ok. Uầy, may quá mình tự nhiên chơi game mới quay được ra cái con tướng này, cái là tự nhiên di chuyển nó thích thực sự luôn. Ây ây ạ, ây ạ. Rồi, combat đây anh em ơi. Ái chà. Ái chà. Hình như ở đây nó có một thằng trùm mà. Thằng trùm nó cũng đi đâu rồi luôn anh em ạ. Đó, và các bạn có thể thấy là những pha combat ở tựa game Genshin này thì cho mình một cái trải nghiệm rất là ok luôn. Không hề vấn đề gì cả. Những con tướng xài chiêu thức các kiểu là cứ gọi là smooth thôi anh em ơi. Ok mọi người, và bây giờ mình sẽ bắt đầu cái bài test là 10 phút. Đấy, test Genshin Impact để xem là 10 phút thì con máy này có tản nhiệt tốt hay không đối với cái tựa game phá máy này nhá mọi người nhá. Ok. Rồi, khung cảnh đỉnh cao luôn. Và đây, 10 phút nhá. Rồi, và trước khi vô bài test thì chúng ta còn lại đâu đấy là 36% đi nhá mọi người. Ok. Rồi, và cũng khoảng là 11 phút chiến game rồi anh em ạ. Và từ 36% chúng ta sẽ còn lại đâu đấy là 30%. Như vậy đối với tựa game Genshin Impact thì 11 phút chiến game chúng ta hết 6% pin nhá. Đây là một cái mức pin cũng khá là thấm anh em ạ. Nhưng mà anh em nên nhớ đây là mình đang max setting. Ok, và phần nhiệt độ đây. Phần nhiệt độ thì có lẽ là mọi người sẽ bất ngờ hơn. Bởi vì là tựa game này thì chúng ta sẽ có một cái phần nhiệt độ mà nó nóng hơn nhiều so với PUBG với cả là Liên Quân.
Đó, và đối với Genshin Impact thì ở cái phần này chúng ta có tận là 42 độ anh em ạ. Ôi, nhưng mà cũng đang giảm nhiệt độ khá là nhanh đây, bởi vì đây là cái tấm tản nhiệt này. Đó. Và đây, ngoài đây là 42 độ mọi người nhá. 42 độ 7. Ok. Nói chung là em này mới nãy lên cao nhất là 43 độ, sau đây nó đang giảm nhiệt độ khá là nhanh. 43 độ dành cho Genshin Impact trên Red Magic 7S Pro ấy mọi người. Rồi, và trong video ngày hôm nay mình cũng đã test game thành công cho anh em trên Red Magic 7S Pro. Thế thì mọi người nghĩ sao về chiếc gaming phone này, có đáng mua hay không? Và mọi người có thích màu này hay không? Cũng như tất cả những cái trải nghiệm từ nãy giờ mình mang lại cho anh em, mình test cho anh em, thì mọi người nghĩ sao về thiết bị này? Nhớ comment phía dưới nha. Còn bây giờ, bye tất cả anh em và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo nha. Bye bye.